Papa, c'est prêt. Tu regardes. Là, c'est toi. Touche pas la cuillère. Ah, regarde, regarde, regarde. Làm mì hột gà hay còn gọi là mì tươi á, làm cái kiểu Tây ha. Cái phần này đã làm hồi đó là mấy năm về trước rồi, nay không có làm. Tại từ ngày qua bên Pháp là ở đây mì quá trời, mì khô quá trời, đâm ra không cần có mì tươi luôn. Rồi hôm nay là sẵn có dịch này nè, không có ra đường, đâm ra là cứ mua bột để sẵn rồi với trứng để sẵn là bắt đầu là mình làm được mì ăn với đủ thứ hết trơn á. Thì là có 1 kg bột mì, 6 trứng gà, nước bình thường á, nước 350 ml với một cái máy đánh bột. Rồi chút xíu muối ha, cho chút xíu muối. Nếu như nhà không có máy đánh bột thì mình quậy bột bằng tay cũng được. Nhưng mình giống như làm giống như trộn hồ vậy đó. Mình để cái bột chính giữa, mình để cái bột rồi xong tiếp mình cho cái đường phần nó chính giữa, rồi mình cho hột gà vô, rồi mình trộn từ từ cho nước gì vô, giống y hệt như là trộn trộn hồ vậy đó. Rồi giờ nhà mình là không, bây giờ không có cái máy ép gà cái tiếng Anh kêu là pasta, cái mì đó nữa, đâm ra là chỉ làm bằng tay. Thì giờ mình tự cán, mình làm bằng tay luôn. Kệ đi, cái bột mì nó như sao cũng được trơn á, miễn sao ăn được rồi, nó không có được đẹp như là có cái máy, chỉ có cái máy quậy thôi. Rồi thực hành ha.